Sáng nay ngày 29 tháng 12, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020. Số liệu của Cục Thống kê Đà Nẵng cho thấy, trong 10 chỉ tiêu kinh tế xã hội tại thành phố Đà Nẵng năm 2020 thì hầu hết không đạt kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm 2019. Duy chỉ có chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng mạnh gần 38% so với cùng kỳ năm 2019 và là điểm sáng kinh tế Đà Nẵng trong năm 2020. Theo cơ quan thống kê, bức tranh kinh tế xã hội Đà Nẵng trong năm khá ảm đạm, chủ yếu là do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Qua hơi đợt điều tra doanh nghiệp với khoảng 15.000 doanh nghiệp tham gia trả lời điều tra, thì có hơn 90% trong số đó chịu ảnh hưởng tiêu cực, đứt gãy chuỗi cung ứng, tạm dừng hoạt động, giảm doanh thu, thiếu vốn. Hiện tình hình tuyển dụng lao động của doanh nghiệp hiện rất khó khăn, chỉ đạt 30% số lao động nghỉ việc trước đó. Chỉ mới 4 doanh nghiệp tiếp cận gói tín dụng hỗ trợ lãi suất của chính phủ, trên 70.000 tỷ đồng vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp buộc phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ.